Đó, Chua nước đó, cả. nước nơi này. Ui đó, cứ nước vậy đó, nước à, hở ra luôn á. Nước nó hở ra này mọi người, mọi người có thấy không? Đây là một dấu, cũng còn nhiều dấu á, chứ không phải. Mà năm nay có vẻ lạnh hơn mấy năm đúng không anh? Ừ, năm nay gió nó lạnh nước đây nhiều chù tràn, nó cứ chỗ rướm máu. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Thì hôm nay là Bốn tới nhà bé da mà bị bệnh da cá mọi người, để thăm bé cũng như là trao học bổng của nhóm từ thiện Lan Tỏa Yêu Thương gửi đến bé. Bây giờ Bốn mời mọi người cùng theo chân Bốn đi vào trong để gặp cha con của bé da nha. Có lẽ mọi người xem video của Bốn thì cũng đã biết cái hoàn cảnh của nhà bé rồi đúng không? Thì bé là bị bệnh da cá bẩm sinh mọi người ạ. Thì gần như là không chữa trị được. Nhưng mà một tháng sau khi bé sinh ra thì 10 tháng chứ, thì mẹ của bé đã bỏ đi. Bây giờ thì nhà của bé có ba cha con ở với nhau thôi. Giang ơi, em chào anh. Dạ, chú chào hai con nha. Thì anh Giang, như em gọi điện em có nói với anh rồi đó, thì em được một nhóm từ thiện là nhóm Lan Tỏa Yêu Thương ở Sài Gòn có gửi tặng cho mấy suất học bổng. Thì em thấy hai bé của nhà mình á thì cũng có hoàn cảnh nó cũng tương đối khó khăn, thứ hai nữa là hai bé cũng đều học rất giỏi, nên là em cũng xin nhóm nhường lại hai suất để cho trao tặng cho hai bé ở đây. Thì hôm nay em đại diện nhóm tới gửi tặng cho hai bé ha. Thì anh cho em xem mấy cái giấy bằng khen của hai bé. Mà bé da trước đi. Bé da cái của con cái nào bé da? Cái này hả? À, năm nay bé da học lớp mấy ta? Lớp 5. Lớp 5 rồi đúng không? Vậy là chưa có bằng khen của lớp 5 đâu, thì bây giờ có bằng khen của lớp 4 thôi. Thứ hai là bắt đầu mới thi mà. Dạ. Là thứ hai là mới bắt đầu thi ha. Cái đây là bằng khen của lớp 4 này. Lớp môn tiếng Việt. Cái đây là lớp 3. Ồ, nhiều giấy khen đó. Năm nào cũng có hả chưa hả anh? Còn đây là lớp 2. À, cái đây là cái giấy của bên hội khuyến học. Hội khuyến học họ gửi tặng. Rồi cái đây là bên bảo hiểm Bảo Việt gửi tặng. À, đây là lớp 2. Không, thực chất em coi vậy thôi chứ em chỉ cần một giấy của năm vừa rồi là được, chứ không cần phải hết. Nhưng mà kệ, có coi thử. Trời, bây giờ học giỏi quá ta. Bây giờ học giỏi hơn chú luôn nữa. Chú đâu có, chú học đâu có giấy khen đâu. Còn đây là của bé Giao đúng không? Nhiều. Thôi nhiều thì xem một hai cái năm vừa rồi thôi. Bé Giao năm nay có học lớp mấy ha? Lớp 8 rồi hả? Bé Giao hình như hồi trước chú vô chú gặp con một lần rồi đúng không? Mở khẩu trang ra bé. Con mới đi nhà thờ về hả? Dạ. Là con học múa ở đó hả? Dạ, tập Noel đó. Tập múa để chuẩn bị biểu diễn Noel hả? Biểu diễn Noel. Làm bên nhà thờ mình có tổ chức văn nghệ rồi đêm đó hả? Ồ vậy hả? Tới đêm đó mình vô mình xem. Đi xem á. Son sen đi xem chứ. Đây là bàn khen lớp 7 của bé này. Đó, bé, năm nay bé học lớp 8. Hay là lớp 6. Để chụp lại cái đây. Đây là lớp 6 này. Lớp 5 này. Ồ, còn nhiều lắm. Chỉ coi sơ sơ thôi. Chứ không cần phải ấy đâu. Em chỉ cần cái giấy khen của lớp 7 thôi. Đó. Thì bé da em con đứng bên chỗ chị đi bé da. Ủa mấy cái giấy đó là gì? Đó là giấy của mấy, nhà thờ. Của mấy cái tổ chức khác thì họ khen, cũng không cần đâu. Nhà thờ khen. Giấy khen của nhà thờ rồi gì cũng quá trời. Giấy khen của mẫu giáo rồi nhà thờ rồi tùm lum hả? Ừ. Thì thôi em chỉ cần của trường học là đủ rồi nha. Bé con đứng sát lại giùm chú ha. Thì anh, hôm nay con em đại diện cho nhóm Lan Tỏa Yêu Thương gửi hai cái suất học bổng cho hai bé. Em nhóm cũng gửi cái suất quà này á là cũng mong là hai bé nó có một chút quà để nó có động lực để nó tiếp tục con đường học tập nó
cố gắng học thiệt giỏi nha. Bây giờ đi giao, hai con cố gắng học giỏi nha. Rồi đây là mỗi suất là 1 triệu thì em có cho chú không, nhưng mà ý là anh đếm lại giùm em á, tại vì em làm từ thiện là cần phải rõ ràng á, anh đếm lại chính xác giùm em là có phải là 2 triệu không. Rồi đủ rồi anh ha, cái đó là 2 triệu thì mỗi suất là 1 triệu vậy đó. Con có lời gì muốn nói không bé Giao? Dạ thì con cũng cảm ơn tất cả các nhà tài trợ để dành cho chúng con 2 suất học bổng này. Thì chúng con nhận cái này thì con sẽ cố gắng học giỏi về những năm sau nữa. À giỏi, trời ơi, nói đi diễn văn nghệ đồ dạng dĩ, nói chuyện thấy nghe thấy rõ ràng rành mạch hay ha. Trước hết cũng cảm ơn chú Tường trước. Dạ. Xin cảm ơn với nhà trợ trợ, các chú, các cô này kia có quan tâm hai cháu, có 2 suất học bổng để hai cháu ráng cố học trong sắp tới kỳ thi này. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Anh cắt đi anh, chứ mấy bé nhỏ nó cũng không nên cầm tiền lắm. Thì cái bệnh của con như thế nào rồi? Hôm nay trời lạnh nó có bị nứt đồ gì không anh? Dạ, có bắt đầu bị nứt. Bây giờ nó nứt ấy rồi, đau đưa chú xem nè. Đó, nứt đó, nứt nơi này. Ui, đó, cứ nứt vậy đó, nứt hở ra luôn á. Nứt nó hở ra này mọi người có thấy không? Đây là một dấu thôi, cũng còn nhiều dấu á, chứ không phải. Mà năm nay có vẻ lạnh hơn mấy năm đúng không anh? Ừ, năm nay gió lạnh nứt nhiều chù tràn, cứ chỗ rướm máu. Cha con cảm thấy sao? Hả? Nó đau rát lắm không? Đau lắm hả? Tối con có ngủ được không? Có hả? Chắc cũng gãi dữ lắm anh này. Số sáng là trên giường là một nhúm da. Gồm một nhúm da. Rồi mình có cho bé tắm cái gì thò hay thuốc là... kia với tắm ấy rồi thuốc của thò thuốc của cô ở nước ngoài. Dạ. Cái mấy cái lá không lá trước kia nó không chịu nữa, đen chịu rồi luôn, nó không chịu, không có hiệu quả hay là do bé không chịu có tắm? Hiệu quả luôn, có hiệu quả là biết liền à, có hiệu quả là nó lột. Rồi mình còn dầu dừa để tắm không anh? Dầu dừa hả? Dạ. Dầu dừa thì còn ít lắm. Hả? Khi nào em qua đây cái em kiếm ít dầu dừa mua gửi tặng cho bé đó, bé tắm ha. Em nghĩ là ví dụ như cái bệnh của bé này thì mình nấu nước nóng lên đó, dầu dừa nó là hồi trước sử dụng trong follow là cho biết bao nhiêu lít follow từ hồi nhỏ luôn á. Follow ở Đắk Lây hả? Follow trong chỗ thuê xe chỗ Trần Phú nè. Nhưng mà nay nó tắm không ăn thua nữa hả? Không ăn thua, dầu dừa cũng ăn thua, dầu dừa chỉ sức ý là cho nó đỡ thôi, chứ còn hết bệnh thì chắc chắn là không được rồi. Nhưng mà ý là nó làm cho mềm da mình, nó đỡ nứt nẻ rồi. Hồi sử dụng là lửa dầu dừa là trong queo luôn á, chứ không cho mẹ không cho sức dầu dừa đục sử dụng á, thì cái mà cái dầu dừa đó mà, luôn á. Cái dầu dừa mà chất lượng là nó đông trong vắt đó. Nhưng mà hồi dầu dừa đó là hồi mua trong sơ bán là 200 một lít. Mua đâu mấy bữa bạn nói thôi cho con luôn. Không quán nữa. Nhưng mà bây giờ là nó ít hiệu quả lại rồi. Chắc kiểu như nó cũng lờn ha. Lờn chứ hồi trước nếu dẫn nó qua bà trắng, thuốc bà trắng cũng hay. Hồi nó còn nhỏ dẫn qua mà như một thời gian nó lờn thuốc của bà trắng cũng lờn thuốc chứ không phải chứ không phải là thuốc nó không hiệu quả nhưng mà nó lờn. Bây giờ khó thiệt chứ đâu vậy, có cái gì mà dưỡng da cho nó kiểu như nó cấp ẩm cho nó, tại vì mùa này là nó hanh khô anh. Gió nó thổi hanh khô mắc nước thì nó nứt thêm thành nó. Bây giờ 11 rứ rồi, cha con ăn gì chưa? Chưa hả? Ăn muộn hả? Hay là do mới đi nhà thờ về chưa ăn? Mới đi nhà thờ về đó. Bé Gia không có đi múa à? Có, con cũng có diễn được. Diễn ở trường hả? Hay nhà thờ?
Trên nhà thờ hả? Con múa bài gì? Diễn sao anh? Diễn kịch ấy diễn kịch lại hả? Hồi như là hồi trước thời chú Sâu ấy á. Diễn lại khi mà sinh chúa đó hả? Các dân dân Thái đó. Là người dân dân Thái đó. Đóng thế, kịch lại đó. Thế bây giờ đóng vai gì? Để quần chúng hả? Kiểu như là dân gia Thái á. Võ Thái. Dân gia Thái á. Con cháu của dân gia Thái. Thôi được rồi, hôm nay chú tới thăm ba cha con ha. Thì gửi chút tấm lòng của nhóm từ thiện Lan Tỏa Yêu Thương tới hai bé. Cũng mong cho là hai bé có một chút động lực để cố gắng học tập thiệt là giỏi nha, để sau này có cái tương lai nó sáng sủa hơn ha. Đây một chút động lực thôi chứ cũng không phải cái gì. Thì có tiền nãy anh chăm cho hai bé với lại mua đồ Tết, giờ cũng chuẩn bị đồ Tết rồi, chuẩn bị tới Tết rồi ha. Mà bây giờ có áo ấm không, rồi sao mặt lạnh dữ vậy? Có mà không mặc hả? Trời không biết lạnh đâu. Không biết lạnh hả? Cái da nó đây là nó sợ lạnh chứ ta. Không, lạnh nó thích lắm mà nóng không chịu. Nóng là nó đỏ bừng luôn. Mà nóng nó khó chịu trong người chứ, nhưng mà lạnh vậy á thì nó lại nứt da. Lạnh nó nhức, nó nứt da vậy thôi chứ nó không có sợ lạnh. Mà nóng là nó chịu không nổi. Nứt nó rát nó đau chứ. Chị nứt chân rồi đó. Kệ chứ, mà mặc áo ấm đồ vô chứ nó lạnh nó nứt da nó. Chơi vậy đó đâu có biết lạnh đâu mà. Thấy không, mọi người thấy không? Nó cứ chập lên nó gãi nó cả tóc da lum là. Tóc nó gỡ ra, tóc là nó phạm cái là nó rát thôi. Mọi người cứ nghĩ nó cứ rướm máu miết vậy mà sao không rát. Anh em hỏi cái này một xíu không biết có sao không nha. Trước giờ bé nó bị vậy rồi, mẹ nó có gọi điện về nhà rồi như thế nào không? Không, mẹ nó đâu có gọi gì cho nó đâu. Ý là gọi điện về nhà hay là về đây thăm nó không? Không. Không luôn hả? Ừ. Từ cái lúc 10 tháng tuổi tới giờ là không liên lạc gì luôn. Rồi anh có biết thông tin của chị không? Thì hồi trước bên công an phường nó biểu cắt hộ khẩu chứ để rồi đi rồi làm chuyện rầy ra mất công, về rồi dính líu với mình nữa mất công. Ảnh hưởng gia đình hả? Ừ. Đó. Nhưng mà có làm lấy giấy ly hôn chưa? Đâu có, mình đâu có ấy đâu. Giấy ly hôn nó lấy đâu mất hết rồi. Vậy nói chung là trên danh nghĩa vẫn có vợ chồng bình thường? Hả? Thì giấy ly hôn là mẹ nó lấy đi đâu mất rồi, đâu còn nữa đâu. Mà ý là bây giờ anh cũng không biết chị đang ở phương trời nào. Chị ở chắc về dù hoài nó chứ đâu. Thì đã là mình đón thôi chứ thông tin chính xác thì mình vẫn chưa biết luôn. Ừ. Trời đất. Thì hồi trước tự nhiên là bà hoài nó biểu là cắt hộ trên đây là. Thì cái việc mà giấy tờ tách hộ đồ như thế thì mình cũng đâu có ấy gì đâu. Nhưng mà ý là mình nói cái tình của con người. Có con đồ dày mà cũng không về thăm nó, tội nó chứ. Bé mới 10 tháng tuổi thì nó cũng đâu biết mặt như thế nào đâu ha. Thôi em tò mò hỏi một chút thôi chứ nó nhắc lại chi cho nó chuyện buồn của hai bé ha. Tôi bây giờ là em xin phép để cho cha con còn ăn cơm rồi nữa ha. Bốn cũng quay một chút cho mọi người cũng xem, với lại để báo cáo với nhóm thôi. Bốn cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của bốn nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Bye bye. Rồi, cảm ơn chú Trưởng nha. Bye bye. Trời trời nhiều.